Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa tổ chức thành công đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật, kết hợp thực hành các bảng bố trí chiến đấu với xử lý các tình huống giả định đối với đơn tàu và biên đội tàu. Các tình huống được lựa chọn sát thực tế quá trình thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Biển như tuần tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và chữa cháy trên biển. Cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 4 đã thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, trình độ của người chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa các ngành trên tàu và giữa các tàu trong biên đội, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Quá trình diễn tập, vùng Cảnh sát Biển 4 kết hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo, trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.